Đây quý vị các bạn thấy không? Đó, một ông già 51 tuổi và một lũ trẻ. Trời ơi, mình không nghĩ rằng đây là cảnh thật nha. Đá là vật vô tri, còn mình là con người cho nên mình sẽ thổi hồn vào đá. Mọi người có thể nhìn thấy cái background phía sau mình là một cái nơi chụp ảnh vô cùng đẹp. Động Thiên Đường nằm ở km 16, cách rìa nhánh Tây đường Hồ Chí Minh gần 4 km, nằm trong lòng một quần thể núi đá vôi ở độ cao 191 m. Bao quanh là cánh rừng nguyên sinh hoang sơ thuộc vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nằm ở độ cao 360 m so với mực nước biển. Động Thiên Đường có nhiệt độ chênh lệch với bên ngoài từ 9 đến 10 độ C. Động Thiên Đường có chiều dài hơn 31,4 km, chiều rộng dao động từ 30 đến 100 m, nơi rộng nhất lên đến 150 m, chiều cao từ đáy động lên đến trần động khoảng 60 đến 80 m. Được Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh phát hiện ra vào năm 2005 và đánh giá là hang động khô dài nhất châu Á với niên đại từ 300 đến 400 triệu năm trước, một trong những hang động kỳ vĩ nhất mà đoàn từng khảo sát. Động Thiên Đường có cấu trúc kỳ vĩ, tráng lệ và huyền ảo, khiến những người khám phá hang động liên tưởng về một thiên cung nơi trần thế. Vì vậy mà động được đặt tên là Thiên Đường, là điểm đến không thể bỏ qua trong mọi chuyến du lịch Quảng Bình của du khách, kể cả trong nước và ngoài nước. Đến cửa động, thật bất ngờ, cửa chỉ nhỏ vừa đủ một người xuống, nằm dưới lèn đá cao hơn 100 m, trông rất ngoạn mục. Một cái dốc dẫn xuống nền động dài 15 m, dốc được tạo rất cầu kỳ với vô vàn hạt thạch nhũ to tròn. Hai bên dốc có nhiều dấu tích sập đổ, ngổn ngang những cột thạch nhũ như thể vừa trải qua một đợt kiến tạo. Để đảm bảo hiện trạng của nền hang, tập đoàn Trường Thịnh đã làm một cây cầu gỗ rộng 3,5 m và dài hơn 1.000 m để phục vụ du khách tham quan. Con đường này hiện đang giữ một kỷ lục quốc gia là con đường gỗ dài nhất. Trời ơi, mình không nghĩ rằng đây là cảnh thật nha. Nhưng mà đi xuống như thế này chưa gì đã thôi, anh xuống ở dưới chân á, tức là dưới cái bậc bằng này này. Anh nhìn ngược lên này, mình mới choáng ngợp này. Và do một cái người dân đi rừng, khi mà ông đi ngang qua đây ấy, ông cũng nghỉ ngơi như lúc này em đứng ăn kem ở ngoài này. Thì ông vô tình bắt gặp cái làn gió từ trong hang này thổi ra rất là mát. Nhưng mà thời điểm đó thì cửa hang mà vừa rồi anh chị của các bạn đi vào ấy, nó lại có một điều đặc biệt là nó bị lấp nứt rồi. Đấy. Nó bị đà lấy cái cửa hang này là cửa hang mới hả? Ôi cái này kìa. Đây mới là cửa hang, tức là khi mà phát hiện ra này anh. Đấy, người ta đi vào từ cái lỗ hổng ở bên này, anh cho em trước em cho cái đèn. À, cái lỗ hổng nhỏ nè, cái lỗ hổng bên đây là cái cửa cửa hang mà phát hiện đầu tiên á. Phát hiện ra đấy. Vào năm 2010 đúng không? Dạ 2005 ạ. 2010 thì đưa vào du lịch mất rồi. Đấy. Ở bên này, ở cái phần này này. Tức là khi mà phát hiện ra thì ông chui vào từ cái lỗ này đây. Nhưng mà chỉ xuống ngang cái chỗ cầu gỗ này là quay trở lên rồi. Tại vì sao? Trong này hoàn toàn là bóng đêm. Có động vật, có thú dữ thì sao? Nên là đúng không rồi. Ai đảm bảo an toàn. Không ai dám vào. Đấy nên là ông chỉ dám sử dụng dây leo ấy, ông chui xuống ngang cái phần này thôi. Rồi ông quay ngược về báo lên chính quyền. Và nhà nước chúng ta lại mời các nhà thám hiểm qua đây. Dẫn đầu là tiến sĩ Howard Limbert. Trong vòng 4 năm làm việc ở đây, đoàn thám hiểm này mới đưa ra một kết quả, đó là tổng chiều dài của hệ thống hang động này lên đến 31,4 km. Hôm nay mình chỉ chinh phục 1/31 thôi. Và hiện tại thì công ty này có mở thêm một cái tour thứ hai nữa là tour 7 km. Nhưng mà tour đó là dành cho ai những thích cái cảm giác đi phượt ấy. Thì mình phải booking trước một ngày để người ta sắp xếp lịch trình, có hướng dẫn, có poster, mang theo đồ ăn, nước uống cho mình ở trong hang.
tại vì mình mất thời gian từ 7 cho đến 8 tiếng đồng hồ. Nhưng mà đi như thế nào thì lát vào trong điểm cuối rồi em sẽ chỉ dẫn rõ hơn. Đấy, còn giờ mình sẽ đi vào. Và ở trong hang động Thiên Đường này thì các anh chị sẽ thấy có rất nhiều đặc biệt. Đấy, đang chờ mình ở trong này. Cái này là cái măng đá đúng không? Dạ, mọc từ dưới này là gọi là măng. Nhưng mà em hãy quan sát cái màu của nó ở đây này. Cái màu này mới đẹp này. Trắng. Đấy, màu trắng nhưng mà trắng này rất là đá khác. Đá vôi, nó giống như dạ. Đá vôi á. Nhưng mà trắng ở trong kia nó khác với sơ trắng ở đây. Cái này người ta bảo là moon meal, một cái hiện tượng của khoa học ấy. Rồi gọi là bằng, nó bằng những cái lớp vỏ của con vi khuẩn á, gọi là giống như sữa. Moon đấy. Milk là moon là mặt trăng, meal dạ. Là sữa. Dạ, sữa mặt trăng. Mình sẽ đi vào trong này có màu trắng nhưng mà trắng khác hẳn. Và trong này thì có những khối nhũ non, nó đang còn lớn, giống như những em bé ở nhà mình đang gọi là nâng niu ấy. Còn có những khối nhũ thì nó dừng lại rồi. Đấy, nhưng mà như thế nào thì vào trong này. Non giống như là măng non vậy đó. Không hổ danh là một kỳ quan tráng lệ và huyền ảo bậc nhất thế giới. Hệ thống thạch nhũ và măng đá kiến tạo trong hang vô cùng đa dạng và phong phú về giá trị địa chất cũng như hình hài. Cái chỗ này gọi là cái gì ạ? Là cổ tháp ạ. Cái khối nhũ này là cổ tháp. Tại vì cái gốc của nó ở đây ạ. Nó cũng là một cây măng đá mọc từ dưới lên. Nhưng nó bị đổ do những cái chấn động lớn, nhưng mà động đất hay là rung chuyển ấy thì nó bị rơi đổ. Thành ra bây giờ nó nằm dài vậy luôn. Người ta bảo là một cái tòa tháp lâu đời mà bị đổ. Đấy, nên gọi là cổ tháp. Mình nhìn xa xa thì giống như tháp nghiêng Pisa ở Ý á. Không, cái này tháp nằm luôn rồi. Đấy. Còn người ta nói động Thiên Đường là hoàng cung trong lòng đất. Nhưng mà hoàng cung ở đâu thì xin mời mình nhìn sang bên tay phải một chút này. Đấy, một cung điện đang chờ mình này. Anh nhìn xuống dưới chân này này. Dưới chân này, nó đẹp hơn. Anh đến gần hơn ấy. Cảm giác là giống như mình dùng xi măng với cát ấy. Mình đắp nó lên. Đấy. Người ta đâu cho bước xuống đúng không? Không ạ. Ôi, cái nước nó trong. Cái này là các cô vệ sinh môi trường là xuống nhặt rác, vì nhiều khách vào đây không ý thức thì người ta lại vứt rác xuống trời dưới sàn. Đấy. Còn khi mà dẫm chân lên những cái vành đá này anh này, những cái vành này ấy, nhìn thì mỏng manh nhưng mà không có mỏng manh đâu. Nó rất là cứng. Cứng không, không vỡ được đúng không? Người dẫm lên không có sụt lún đâu. Ngược lại nó rất là sắc bén, anh đến gần hơn đi ạ. Đây đây, đặc tả cái này nè, bà con ơi, đẹp quá. Nó sắc bén lắm, nó có thể làm mình trầy xước ấy. Khoa học người ta gọi là hồ vành đá hay là hồ bồn trũng. Đấy. Tại vì ở đây có một cung điện người ta gọi là cung giao trì. Giao trì ạ. Đấy, có một ngai vàng ở đây ạ. Đấy. Nhưng mà không thấy Ngọc Hoàng đi đâu. Ngọc Hoàng đi du lịch mất rồi. Còn ở bên tay phải này có con kỳ lân này. Cung giao bên trì. Này ạ. Con kỳ lân này, cái đầu con lân này. Đấy, cái thân này. Nó đang ngoảnh đầu nhìn lại sau lưng ấy, đang đứng chầu để bảo vệ cho Ngọc Hoàng. Còn con rồng ở đâu ạ? Con rồng ở đây, con long ấy. Tại vì long lân quy phục là những con vật luôn đi kèm với những bậc đế vương cao quý. Con long ở đây ạ, đầu con rồng ạ. Đấy, đầu con rồng này anh, hai cái răng nanh này. Có giống không ạ? Đấy, hai cái răng nanh này đang uốn lượn trong mây này. Nhưng mà không thấy chim phụng đâu. Ở đây lại thay thế một chú chim phụng bằng một chú chim đại bàng. Đây rồng, một bên là rồng, một bên là kỳ lân. Lân. Có đại bàng ở sau ạ. Nó thay thế cho chim phụng ấy ạ. Mình nhìn kỹ cái lỗ họng này là mắt của nó này. Đấy, cái mỏ chim này, đúng không ạ? Đôi cánh này, chân thì đậu vào vách đá ở đây ạ. Đang đây, cái chân nó này, chân này đúng không? Dạ. Chân ở đây ạ. Đấy. Chị nhìn cái mắt của nó thì mình sẽ tưởng tượng ra. Đấy. Nhìn vào cái lỗ họng của nó. Đấy. Cái lỗ họng của nó giống hình thù đại bàng. Là giống con đại bàng ấy. Nếu như mình muốn về Sài Gòn thì nhờ đại bàng đưa về. Đấy. Không cần đi xe hay máy bay nữa, nhanh nhất luôn. Vậy là chỉ còn thiếu quy. Dạ. Quy chú rồi. Rùa thì nó lại vào trong kia. Đi đón đường mất rồi. Nếu vậy là cái này, cái hang này nó lại rất là thiêng nha. Quý vị và các bạn thân mến, ở nơi mà Coleman đang đứng đây là cái vị trí mà có thể nói là tất cả những bạn nào đi vào tham quan hay trekking ở trong động Thiên Đường là phải dừng chân tại đây. Bởi vì nơi đây là cái nơi mà mọi người có thể nhìn thấy cái background phía sau mình là một cái nơi chụp ảnh vô cùng đẹp. Nhưng chưa hết đâu. Vì sao động Thiên Đường có cái tên là hoàng cung trong lòng đất là vì cái vị trí này đây. Vì phía sau lưng mình đây được mệnh danh là cung giao trì, tức là cung điện của Ngọc Hoàng.
hai bên tay của mình, bên tay trái là có một hình, có một biểu tượng của một linh vật rất giống kỳ lân bằng đá. Bên tay phải của mình thì có một cái linh vật nữa, đó là rồng. Và phía trước mặt mình có một cái nguyên một cái mảng đá giống như là hình một chú đại bàng, lông lân phụng. Còn quy thì lát nữa chúng ta vào sâu nữa thì hy vọng là sẽ tìm thấy một biểu, một cái linh vật thứ tư. Còn phía trên cao này nữa thì có một cái hình, có một cái cấu trúc đá nó giống như là một chú hạc vậy đó. Đó thì mọi người cũng biết rồi, chú hạc là liên quan tới nhà Phật. Trước mặt mình đây thì mình nhìn thấy có một hai sự khác biệt. Một khối nhũ thì nó rất là ẩm ướt, còn một khối nhũ thì nó rất là khô. Những cái nơi nào mà nó khô, nó có cái nhũ nó khô, nó nhăn nheo như thế này thì người ta gọi là nhũ chết. Tức là nó dừng lại rồi, nó không lớn được nữa. Năm, 10 năm nữa hay là khi nào mình làm thần tiên, mình quay trở lại thì nó vẫn như thế này mà thôi. Còn nơi nào mà nước vẫn rơi như thế này này. Đấy, mình đến gần hơn một chút thì các anh chị các bạn nhìn xem, những cái giọt nước nó rơi giống như mình đang đi ở biển ấy, mình nhỏ cát, mình xây lâu đài. Đấy, nhìn thì rất là mỏng manh nhưng mà không hề mỏng manh đâu. Nó rất là cứng, tại vì nó đều là kết tụ của đá vôi, đều là thạch nhũ. Đấy, nhưng mà mỗi năm thì nó chỉ phát triển trong vòng từ 0,1 cho đến 0,13 mm mà thôi. Bao nhiêu năm mới được 1 mm như thế này. Đấy. 5 10 năm sau nữa thì mình quay trở lại để xem nó lên được bao nhiêu mm nữa nhá. Tại sao mà người ta không cho mình sờ tay lên? Tại vì trong bàn tay mình có mồ hôi ạ. Mồ hôi thì có muối, nó làm mòn cái nhũ ở đây. Nên là mình hạn chế được từng nào thì tốt từng đó. Nhưng mà không phải 100 khách, 1.000 khách đến đây đều không sờ đúng không? Và cái này mình hạn chế thôi. Nếu như mà hạn chế được từng nào thì đến đời con đời cháu mình vẫn còn được nhìn thấy nữa. Thác Thiên Hà là tại sao ạ? Mình phải đứng đúng vị trí này này, nhìn qua này. Nó giống như một thác nước đổ từ trên trời xuống ấy. Người ta gọi là giải thiên hà ấy, thác thiên hà. Người đây người ta gọi là thác nước của mặt trời. Còn ở dưới này có một ao tiên, một cái ao nước ở đây ạ. Nếu như mình đến đây vào mùa mưa thì nước ở đây nó ngập tràn luôn. Tức là lên cái vành này ạ. Nhưng mà giờ đang là mùa khô nên nó cạn ạ. Kia là một cái hố sâu á. Cái hố đúng không? Dạ, giống cái bóng thôi. Nhưng không nha, ở đây là nước nha bà con. Sự nó là cái ao nước đó bà con. Nước nó trong thôi mà nó phẳng lặng tới cái mức mà mình cảm giác nó giống như là, nhưng nó phản chiếu cái các cái cấu trúc đá xuống. Nhưng đứng từ bên phía ngay chỗ mình đang đứng nhìn thì cảm giác nó giống như là một cái hố. Nhìn qua bên kia thấy cái vách nhưng không phải. Có thể là mái tóc ấy. Giống mái tóc của mình đang buông thả này. Còn bên này thì giống như một con voi ma mút khổng lồ. Đấy, cái lưng này, cái đầu cái voi này. Trên thân con voi thì có hình ảnh một con người ạ. Nhiều người có hỏi là vào thiên đường có gặp tiên không? Thì tiên nữ ở đây đây. Hay là nhiều người tưởng tượng đây là hình ảnh của Đức Chúa Giêsu đang treo mình trên cây thánh giá. Cái này cái tâm linh mà. Còn có nhiều người thì bảo rằng đây là hình ảnh của bà Trưng, bà Triệu đang chụp ảnh trên lưng voi. Tại vì thời này là thời bình, không còn là thời chiến nữa. Đấy, nên là không có cưỡi voi mà chỉ là chụp ảnh thôi, selfie. Và là đá thì nó là một cái vật vô tri, còn mình là người thổi hồn, nên là mình hướng tâm hồn mình như thế nào thì nó sẽ như thế đó. Hay quá, cái câu này là cái câu đắt tiền nhất, đắt giá nhất. Đá là vật vô tri, còn mình là con người cho nên mình sẽ thổi hồn vào đá. Mình muốn cái đá, cái cấu trúc đá nó là cái gì thì mình thổi hồn vào nó. Mình muốn nó là con voi ma mút thì nó là voi ma mút. Mình muốn nó là tượng Phật thì đó là tượng Phật. Mình muốn là tiên nữ là tiên nữ. Mình muốn đó là hai bà Trưng thì cũng là hai bà Trưng. Rất độc đáo. Còn giờ mình sẽ đi tìm chú rùa. Chú rùa. Lúc nãy rùa lạc ở đâu rồi? Đi tìm rùa. Còn một linh vật nữa. Đó là cuộc đua kỳ thú đấy ạ. Cuộc đua kỳ thú. Nhưng mà trước khi để đến tìm được chú rùa thì mời anh chị nhìn một khối nhũ cực kỳ đẹp. Nó giống như những nụ bông, nụ hoa mình đang ươm trồng ấy ạ. Đây ạ, anh chị ơi đây này. Nó bắt đầu lớn. Nhìn tuổi thọ nó thì mình cứ nghĩ là mới, nhưng mà cách chúng ta từ 1 đến 5 triệu năm rồi anh. Cái này gọi là măng đá này anh. Màu trắng này là màu nguyên chất của đá vôi. Giống như sữa tươi nguyên chất 100% ấy, không có lẫn pha trộn. Đây là màu thật của nhũ 100% luôn. Đấy, còn nơi đâu mà các anh chị đi có màu xanh đỏ tím vàng. Năm 1 đến 5 triệu năm rồi. Dạ, cái này thì khoảng 1 triệu năm, còn cái này khoảng 4 đến 5 triệu năm. Okay. Các anh chị quan sát cái màu của nó trên này là đẹp nhất. Cho nên mình thấy này. Mà mấy cái măng đá mà nó to như thế kia là mấy chục triệu năm là đúng rồi, dạ. Đúng không? Dạ.
nó đang còn lớn này chị, nước còn rơi. Ủa, này cái này các nhà khảo cổ học thế giới họ có xác nhận cho mình là đây là những cái hang động mình có những cái cấu trúc đá mà lên tới vài chục triệu năm không? Dạ, những cái khối nhũ này thì các nhà khoa học người ta đưa ra đấy anh. Chứ còn bọn em làm gì có bằng chứng nữa. Các nhà khoa học người ta đưa ra và điểm chỉ cho mình. Với là có những nhà khoa học thì người ta có chỉ cho em là tại vì đi vào sâu trong ấy. Thế anh chị sẽ thấy có những cái khối nhũ nó bị đổ và nó có vân. Vân nhũ giống như vân gỗ nhà mình. Thế tại vì có làm sao mà nhà khoa học này sống được vài triệu năm nữa mà đo được, gắn máy mà đo được đúng không? Rồi. Người ta phải phụ trợ thêm những cái phụ kiện kèm theo. Cho nên là cái chú măng này là bảo đảm là nó phải cũng cái tầm cũng khoảng chục triệu năm đó. Anh nhìn xa có ba con vật rất dễ thương. Em đây là con rùa này, rùa dưới này ạ. Không, cái mai rùa đây bạn này. Nó chui đầu vào mai nó sợ gặp anh. Để nó sợ anh. Đây nè, đây nè, đấy. Không đây cái rùa này. Còn cái này là con lạc đà. Đấy, trên lưng có hai cái biếu này. Còn dưới này là con sư tử hay là con hổ nó đang nằm ngủ này. Đấy, đang nằm ngủ ấy, ngủ trưa. Còn cái đặc biệt là ở đây này. Mình nhìn xem khối nhũ này ạ. Ở trước mặt mình đấy anh, nó được cắt tỉa rất là khéo léo. Giống như cái cây ở nhà mà mình chơi bonsai ấy. Mình uốn lượn nó lên. Và ở trong hang động này thì người ta gọi nó là cây thiên mệnh. Cây thiên mệnh, cây thiên mệnh. Cây mang mệnh của trời ấy. Tại vì dòng nước là loài thảo dược giúp con người mình vượt qua ốm đau bệnh tật. Và ở đây thì nước vẫn rơi thường xuyên, có nghĩa rằng nó vẫn đang trường tồn phát triển với thời gian. Thôi nhìn cảm giác giống như là cái cây, giống như là mấy cái hòn non bộ nhà mình dựng lên đó ha. 1 km đi bằng cầu thang gỗ này mà nãy giờ chắc là đoàn mình mới đi được khoảng 300m thôi. Lý do là vì đi tới đâu mình cũng wow, mọi thứ nó kỳ vĩ vô cùng luôn, cho nên là cứ đi tới đâu là phải dừng lại để chụp ảnh. Mình nghĩ là nó có tới hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu cái măng đá đủ loại hình thù khác nhau. Có những loại măng đá khô nó cũ rồi nó không còn phát triển nữa, và có những cái loại măng đá mà chúng ta thấy nước nó vẫn còn chảy, nó vẫn còn ướt và nó tiếp tục bồi, nó tiếp tục phát triển. Thật sự là mình đã từng đến đây cách đây khoảng chừng 6-7 năm trước, nhưng mà mình không có thời gian, mà mình cũng thật sự có lẽ lúc đó cái độ tuổi của mình á nó cũng chưa đủ chín hay sao á, nên mình chưa có cảm nhận được hết tất cả những cái kỳ vĩ, những cái kỳ bí của cái nơi này. Và bây giờ một cái điều nữa rất là làm cho mình rất là nôn nao muốn đi xem. Nghe nói trong đây có một cái cấu trúc đá mà nó dốc rất giống mình, mà không biết chị hướng dẫn mình nói là bản sao của Coleman nằm ở đây. Để mình tới đó xong mình xin dán cái logo lên. Tây Du Ký ạ. Rùa thần đang đưa thầy trò Đường Tăng qua sông. Sau khi đi Tây Thiên Thỉnh Kinh về này, con rùa này, Đường Tăng này, Sa Tăng này, Trư Bạt Giới này, Tôn Ngộ Không này. Đấy, khối nhũ này giống Tôn Ngộ Không không ạ? Đấy, ba cậu học trò đang chung đầu trên mai rùa này. Còn bên cạnh này là con bạch mã này, thân con ngựa nhưng lại đầu con rồng. Đấy, năm thầy trò Đường Tăng đi Tây Thiên về rồi. Vậy Tây Thiên ở đâu? Tây Thiên ở sau lưng mình. Cánh cửa nhà trời đã mở ra ở sau lưng mình rồi. Như vậy là trước khi chúng ta bước lên những nấc thang lên thiên đàng, còn 500m nữa thì quay lại nhìn về quá khứ, lại là một câu chuyện vô cùng thú vị. Năm thầy trò Đường Tăng, còn ở đây là 20 thầy trò Đường Coleman. Còn bản sao của Coleman ở đâu ạ? À? Ở đây nào? Cái cha vẫn giàu Coleman. Kìa. Có 3 vị mà em nghĩ là không biết trong gia đình mình có không? Phúc Lộc Thọ ạ. Đấy. Nhưng mà em thấy ông Thọ là giống bản sao của anh nhất. Giống không ạ? Đây ạ. Cái bụng rất là to này. Đầu hói này. Đầu trọc này. Cái giống trọc lắc luôn. Đấy. Đấy. Được. Ông Thọ ông ở ngay vị trí chính giữa này. Đấy. Còn bên này là ông Phúc. Phúc. Tại vì sao Phúc lại hoán đổi cho nhau rồi? Yeah. Đấy, tại vì Phúc thường là phải Phúc Lộc Thọ mà. Đúng rồi. Còn ở đây là Lộc trước, đến Thọ mới đến Phúc. Ông Phúc ở đây một tay chống gậy, một tay bế những em bé ạ. Ông Lộc ở đây ạ, trên cao trên những núi vàng xếp chồng lên nhau. Đấy, ba ông này đứng ở đây. Đấy, mình làm gì ạ? Thọ. Cầu may đúng không ạ? Phúc, đúng rồi. Tại vì thiên đường ở đây rồi mà, lên thiên đường mà. Hay quá. Tại vì người ta bảo là lên thiên đường thì mình phải xin hoặc là ước cái gì đó. Đấy, nên là ba vị thần này đứng ở đây để canh giữ. Còn giờ chúng ta sẽ đến với thiên đường. Đường đến thiên đường rồi, ở đâu? Thôi đứng đây. Đứng đây cầu nguyện đi. Đó, cầu nguyện Phúc Lộc Thọ đến với đại gia đình của mình, cũng như đến với gia đình của từng bạn trong đoàn. Dạ, và nơi đẹp nhất ở đâu thì em mời các anh chị lên đây. Đấy, mình có thể ở trên này, cái góc mới đẹp nhất ạ. Nhìn thì đơn giản nhưng mà lên ở trên này nhìn xuống rất là đẹp. Nếu mà các bạn tin là có là nó sẽ có.
cái này là tâm linh. Nên là khi vào trong hang á, đặc biệt ai mà may mắn nhận những giọt nước, tức là tự nó rơi từ trên trần này này, nó rơi xuống thì gọi là mình có lộc. Còn mình biết nó rơi mà giơ tay hứng gọi là mình xinh. Đấy, tại vì biết bao nhiêu năm nó mới thấm qua cái vết đá này và nó rơi xuống. Và mình tưởng tượng là cái vết đá này nó dày bao nhiêu mét, 30 đến 60 mét đấy. Bao nhiêu năm nó mới thấm qua và nó rơi. Và là cái này là cái tâm ấy, mình hướng thì nó sẽ như thế. Đấy. Còn đây là nơi đẹp nhất này. Em mời anh chị quay người, nhìn ngược. Nhìn thì thế này thôi nhưng mà lên ảnh cực kỳ đẹp đó. Quý vị các bạn thân mến, em chỉ là những bức thang, những bức thang cuối cùng đẹp để đến con thẳng lên ấy, lối vào thiên đường. Quý vị các bạn thân mến, như vậy là cả đoàn mình đi mới được nửa đoạn đường thôi. Ở đây mới 500m thôi, còn 500m nữa. Tuy nhiên ở đây là một trong những cái vị trí đẹp nhất trong cái động thiên đường này. Mọi người có thể nhìn thấy cái background phía sau mình, nó kỳ vĩ vô cùng. Và phía trước mặt đứng, mình đứng. Chị đó coi chân lên chị nhảy ấy, cổng thiên đường, hay chúng ta gọi nôm na đó là cổng trời. Thấy những cái vết đá xung quanh rất là đẹp. Ừ. Và dưới này thì giống như những cái con kênh rạch. Và đây chính xác là dòng chảy của dòng sông Ngầm. Mùa mưa thì nước sẽ từ bên trong hang nó chảy ngược ra đến vị trí này. Sau đó nó sẽ quay ngược lại vào bên trong. Nếu như mình có dịp đi tour 7 km, tại km thứ 4 thì mình có thể bơi hoặc đi thuyền. Trong kia thì người ta đã bố trí những cái chiếc thuyền kayak để phục vụ khách tham quan ở bên trong hang. Ủa đã quá ta. Thôi đợt sau mình đi. Rồi đi một km mà không có cảm giác luôn á. Tức là không có cảm giác là nó mệt mỏi á. Thứ nhất là trong cái thời cái khí hậu trong đây nè, cái thời tiết, cái nhiệt độ trong đây nó mát mẻ, dễ chịu. Chắc khoảng chừng 20 hay mấy độ á. Nó giống như những cây sen đá, đúng không? Rồi thứ hai nữa là nó bị tất cả những cái cảnh quan ở đây nó đẹp. Kỳ vĩ quá, nó làm cho nó cuốn mình đi, mình quên cả tất cả mọi sự mệt mỏi đều tan biến hết. Rồi lát nữa đường ra là cũng đi đường này hả? Dạ, mình sẽ quay ngược lại. À, ở đây chỉ đạo. Có một con đường độc đạo. Ồ, đây là đường độc đạo, đây là gỗ táo hả? Đây là một cái màu khác biệt hẳn anh ạ. Ừ. Lúc này em có chỉ cho mình cái màu trắng rồi. Ừ. Còn ở đây là màu xám tro ấy. Xám tro. Dạ, thế đây là màu của nguyên tố carbon ạ. Đấy, tại sao lại có carbon ở đây? Đấy, do tảng đá vôi ở trên đỉnh núi này ấy, có rất nhiều những nguyên tố hóa học. Và khi mưa nước mưa nó chảy qua, nó sẽ hòa tan, bào mòn đi để tạo thành cái màu của nguyên tố đó ở dưới này. Nhưng với một điều kiện, nguyên tố này phải chiếm cái hàm lượng nhiều hơn, lớn hơn thì nó mới chiếm cái màu trụ đào ở đây. Còn ít hơn thì nó bị lẫn, bị chìm. Tại vì trong cái khối nhũ này thôi, mình có thể bắt gặp cái màu xanh xanh này, màu đồng này, màu của rêu là những màu xanh kia đúng không ạ? Còn màu sẫm sẫm thì có thể là đồng, sắt, chì, mangan. Đấy, hay là những lá cây, những con vật khi mà nó chết đi, nước mưa chảy qua cũng hòa tan cái tro cốt của nó luôn. Còn ở dưới lòng động thì anh chị nhìn thấy là rất nhiều khối nhũ nó bị rơi, đổ, nằm ngổn ngang do những cái trận động đất hay rung chuyển lớn, nhưng cách chúng ta hàng trăm triệu năm rồi. Còn từ năm 2005 mà phát hiện ra đến nay thì chưa thấy sự rơi đổ nào ở trong hang. Còn tương lai thì em cũng giống như đoàn mình à. Còn giờ mình sẽ về với Tây Nguyên. Tây Nguyên đang chào đón mình. Giờ mình xin nước nè. Ở đây là nước, nếu mà bạn nào may mắn thì sẽ được nước nhiễu lên người mình. Đó, còn cái này là cứ bụi sớm, đó là duyên ha. Chiều tối người ta. Còn những cái bạn mà còn người ta còn tương truyền rằng là người ta có thể xin nước nữa, tức là sẽ cầu xin cái sự may mắn á. Mình đứng mình xin, đang xin nước nè. Đứng đại vậy luôn đi, hên xui. Đó, mặc dù mình nghe tiếng nước nhỏ tong 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 xung quanh mình mà sao không lọt lên bàn tay mình. Không, nước không vô. Em sẽ đến chinh phục
nhà rông Tây Nguyên. Đấy, một nét văn hóa của cái dân tộc Bana Ede này. Rất là đẹp, đang chờ mình ở bên tay phải ạ. Để cái đèn bên trong nó đẹp quá trời. Nhìn nó y cái nhà rông Tây Nguyên luôn. Đi thẳng rồi. Đây quý vị và các bạn thân mến, bên tay trái của bên tay phải của quý vị và các bạn đó chính là nhà rông Tây Nguyên. Y như một cái hình thù này. Mình lại gần áp sát đó. Nhà rông Tây Nguyên. Và chính vì là mình thấy phía trước cái nhà nó có để luôn cả một cái bình nữa, giống như bình rượu cần. Phải đứng đây chụp một tấm hình. Ngôi nhà rông. Ồ, ở đây nước nhiều lắm nha. Ở đây thì mình nghe tiếng nước chảy. Nhưng mà khi nhìn ngược lên thì chẳng thấy nước ở đâu. Tại vì nước nó thấm dần, giống như cái trần nhà mình ở mà bị rột nước mưa ấy. Nó sẽ rơi xuống, chứ không phải rơi qua những khe nứt hay những cái lỗ hổng. Vì vậy nếu như mà mình tinh mắt nhìn kỹ lên trên trần á, thì sẽ thấy nước rơi ra. Đấy. Không thấy nổi đâu. Em sử dụng cái đèn pin lúc nãy của anh ấy, anh chiếu lên trên kia là có ấy. Đâu đèn pin thử thôi, coi có thấy nước nhiều không? Dạ có đấy. Đấy, thấy chưa? Đẹp không? Thấy nổi không con? Thấy không? Có mà, nước nó rơi rất đẹp mà. Đẹp chưa? Phải chắc phải cái ống kính kia đó 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 đúng rồi đúng rồi đó đó đúng rồi đó thì coi thấy không các bạn, thấy không các bạn ơi? Đấy đúng rồi, đưa đúng rồi, đẩy cái đèn pin nhẹ nhẹ ra thấy nước nó nhiễu rồi. Ô mọc từ dưới này lên người ta gọi là măng đá này. Còn những khối nhũ ở trên đỉnh đầu của mình đây gọi là nhũ đá này, nhũ trên đá. Đỉnh đầu á. À đây là nhũ đá, còn là nối lại với nhau ở bên này, ở dưới là măng đá. Dạ, ở trên là nhũ. Dạ, đá bên này người ta gọi là cột hay là trụ đá. Cột đá hay cột là trụ đá, đá tức là măng đá và nhũ đá nó hội gặp tụ nhau. Đúng không? Gặp nhau. Cái này giống như là thần nữ hoa vá trời ấy. Yeah. Nhưng mà dù nó mọc từ dưới lên hay từ trên rơi xuống thì đều do dòng nước nhỏ từ trên đỉnh đầu mình rơi xuống mà thôi. Chứ không có dòng nước nào đọng lại ở dưới mà tạo nên đâu. Ở dưới là măng đá, ở trên là nhũ đá. Và khi măng đá với nhũ đá gặp nhau thì gọi là cột đá. Yeah. Ở đây nè. Gần đấy. Thôi. Xin lọc ở đây ạ. Không phải muốn xin là được đâu nha. Méo rồi, ở đây nè ba. Vị trí nằm đây nè, không nó mới nhiễu một cái đó. Hên xui. Đây này anh. Đó. Không được. Anh ơi, ở đây này. Cái này là nhanh nhất này. Đấy, anh phải chờ khi nào giọt kiếp kia nó rơi. Này cái này là chơi ăn gian nè. Không thành mà. Cầu nguyện nha. Nè nè, có sợi nè, có hạt nước nè. Ủa nó dưa rớt của em quá, mình không biết luôn á. Dính rồi. Sắp bay chung quê. Cái đó thách thức thời gian đấy. Đứt bụng quá. Bỏ con. Khó bỏ nha. Thôi chị xin lâu quá mình lấy không được. Thôi về đi. Ây sắp rồi. Rồi về đi. Ôi còn nguyên giòn luôn nè. Mang gian. Nếm. Uống luôn, uống nè. Ồ, tiên tóc mọc ra luôn. Trẻ lại luôn. Anh ơi, anh nhìn ở đây này. Cái văn ở trên này, đèn nó chiếu vào thì ạ. Nhũ nó tạo ra những cái văn, hoa văn ở trên rất là đẹp. Hoa văn gì chị? Hoa văn. Những cái hoa văn ấy, mình sự tinh ý á. Giống như gọi là các nghệ nhân mình là biết bao nhiêu năm ấy. Có bạn nào muốn lên gặp ông trời để làm đơn kiện không? Có kiện trời này. Đấy. Đây, cốc kiện trời. Cốc lên gặp Ngọc Hoàng bằng đường này đây. Đó, cốc ngồi kìa. Còn cái này thì nó giống một cái biểu tượng ở Hà Nội, tháp bút ạ. Trong hang động này thì người ta gọi là tháp chỉ thiên. Tại vì sao ạ? Có một ngón tay đang chỉ lên trời. Đấy. Đây, tháp chỉ thiên. Đường lên trời. Đấy. Tháp chỉ thiên mà cái hình nó giống như tháp bút Hà Nội đấy. Hay quá ha. Nói chung là mỗi một cái măng đá nó tạo ra một cái hình thù khác nhau hết, hay thật.
Nhưng mà cái này là khoảng mấy chục triệu năm không á ha? Dạ, nói chung ít nhất cũng phải hơn 30 triệu năm rồi. Ở đây mình cái này vẫn chưa được công nhận là kỳ quan thế giới đúng không? À, được chứ anh. Tại cái này là nó nằm trong vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. À. Mà vườn quốc gia thì có hơn 200 hang động như thế này. Đấy. Tại vì người ta công nhận động Phong Nha là di sản, nhưng mà gọi là nó nằm trong vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Đấy. Nên là người ta hơn công nhận chung cái động như thế này. À, như vậy nghĩa là động Thiên Đường là nằm trong cái vườn quần thể của vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Và cái vườn Phong Nha Kẻ Bàng là được là đã được xem UNESCO là UNESCO công nhận rồi là kỳ quan thế giới. Dạ. Giống như vườn quốc gia Ba Vì Quốc Phương ấy, như vườn quốc gia. Cái này có điều gì đặc biệt ạ? Em thấy cái phần thân của con thỏ này không ạ? Nó nằm ngang này. Còn phần đầu này nó là thẳng đứng này. Có nghĩa sao ạ? Cái gốc của nó ở đây. Nó mọc từ dưới lên, giống như cái cây ấy, gọi là mang đá. Sau đó nó bị đổ. Nó đổ xuống, rồi những cái giọt nước ở trên lại rơi xuống trên cái thân của nó, tạo thành cái đầu và cái tai. Hai quá trình xảy ra, đan xen lên nhau ấy. Vì vậy nếu như cái thân này kết chúng ta khoảng 40 triệu năm, thì cái đầu cái tai này khoảng một nửa thôi, 20 triệu năm. Nên hôm nay là mình đến động Thiên Đường là mình xin số lẻ. Lúc nào được 100 năm làm thần tiên chúng ta lại đến xin tiếp. Nhưng mà lúc ấy thì nhớ cho em đi cùng với. Là 100 năm nữa là chúng ta sẽ thành thần tiên. Rồi như vậy là cái này mấy 50 triệu năm nha. Không, tại vì cái lớp măng đá mà nó nằm nó đổ nó xuống là nó 40 triệu rồi. Cộng thêm 20 triệu kia nữa là 60 triệu năm. Thôi mình xin số lẻ thôi. Thôi mình chỉ xin sống giống như cái măng đá như nhỏ xíu này. Triệu năm đủ rồi. Anh chị ơi, nhìn sang bên tay trái của mình. Đầu nó nè. Đấy, lúc xin thì không có, mà lúc tự ban đúng không ạ? Đấy, xin thì xin mãi không chờ được. Không giỡn nha. Rất sợ nó rớt hụt luôn nha. Anh ơi ở bên này này. Đứng ngay chỗ ảnh này. Anh chị nhìn sang bên tay trái của mình này anh chị. Những cái mảng nhũ này, giống như mình lặn xuống dưới đáy biển ấy. Cái khu này nó giống như dưới đáy biển. Cũng có thể ngày xưa đây là đến đây là nó là đáy biển. Đúng không? À, để giải thích như thế này này, xưa kia những cái dãy núi này thì nó đều ngập sâu dưới đáy của đại dương. Sau đó có quá trình vận động nâng lên hạ xuống của lớp vỏ trái đất, thì các dãy núi này được lên khỏi mặt đất một lần nữa. Nhưng trong cái thời gian mà nó ngập chìm dưới đáy đại dương ấy, thì dòng nước biển nó ăn mòn đi để tạo thành những cái hang rỗng. Lên khỏi mặt đất thì nhũ mới bắt đầu hình thành. Vì nhiều người cứ nghĩ là khi mà ngập sâu dưới nước như thế này thì nhũ là do nước nó cắt tỉa đá để tạo nên, nhưng mà không phải. Tức là lên khỏi mặt đất đã, hang tạo thành trước, nhũ tạo thành sau. Vì hang động này thì nó thuộc địa hình cát tơ, cách chúng ta từ khoảng 350 cho đến 400 triệu năm rồi. Còn thạch nhũ thì khối nào mà tuổi thọ lớn nhất thì khoảng dao động từ 30 cho đến 40 triệu năm mà thôi. Đấy. Bây giờ em sẽ dẫn anh đến chiêm ngưỡng một khối nhũ nhưng mà được công nhận gọi là độc nhất vô nhị. Và nó gọi là trong động Thiên Đường, hay là mình đi những cái hang động khác mình cũng không tìm thấy nó lần thứ hai đâu. Đấy. Cái này gọi là độc nhất vô nhị đấy chị. Trên đất nước chúng ta không tìm thấy nó lần thứ hai đâu. Đấy. Đấy. Cái này gọi là tháp liên hoa. Ồ, tháp liên hoa. Đến gần hơn một chút thì anh chị quan sát là khối nhũ này nó có những cái tán lá này, nó xòe ra rất là đều, tựa như những cánh của bông hoa sen ấy, xếp chồng chồng lên nhau. Theo quan niệm của Phật giáo thì đây là nơi mà các vị Phật đàm đạo cứu hộ chúng sinh. Còn bằng mắt mình thì nhìn giống như cây thông, quả thông. Đấy. Còn có một người nữa thì liên tưởng giống như Phật nghìn tay. Đấy. Hàng nghìn bàn tay Phật đang vẫy tay chào mình đấy. Đây, đây cái măng đá này là độc nhất vô nhị tại đây nha quý vị các bạn. Đè nhá. À, nhũ nó xoắn lại với nhau này thì khoa học người ta gọi là nhũ cảnh, mà nhìn bằng mắt thì nó giống như cái tổ chim hay là cái rễ cây. Nhiều người cứ nghĩ rằng khi mà dòng nước lũ vào ấy, nó sẽ cuốn theo những cành cây, ngọn cỏ hay là rơm rác thải ấy, rồi kết dính vào nhau, nhưng mà không phải đâu. Đây là nhũ cảnh, có cái dạng này là dạng nhũ ống ạ. Anh chị nhìn bên này này, giống như những cái ống nước rơi xuống này, giống như móc câu lưỡi câu ấy, thì cái này gọi là nhũ ống. Nhìn thì thế này thôi nhưng mà nó rỗng ở bên trong. Điều đặc biệt của nó là nó rỗng ở bên trong, nhưng mà giới hạn tối đa của nó, tức là chiều dài của nó ấy, thì dao động từ khoảng 3 đến 6 mét thôi, thì nó sẽ từ gãy vụn hoàn toàn. Tại vì cái độ đàn hồi kết nối của nó yếu hơn ấy. Đấy, nên là nó rỗng ở trong nữa, nên chỉ khoảng 3 đến 6 mét là nó sẽ tự gãy thôi. Đấy. Đấy. Còn ở trên này thì anh chị nhìn kỹ thì nó có rất nhiều màu này. Có thể là màu đồng này,
Đấy, một sách một chỉ manga này. Đấy, nó quy tụ lẫn ở đây luôn. Đấy. Lấp lánh được nhỉ? Đấy là silicate chị. À. Silicate á. Trong này có silic này, có cát này này. Đấy. Đấy. Cảm ơn. Anh ơi, lấy kim cương cho chị anh ơi. Lấy kim cương. Kim cương ở đâu? Ôi dồi ôi. Đây này. Đó, lấp lánh đó, thấy chưa? Đâu? Nhưng mà đèn càng sáng vào thì nó càng lấp lánh hơn. Đâu có thấy đó, mẹ mẹ chiếu cái đó mới nhìn thấy đó. Thấy lên thấy không? Không, để đó, không thấy được. Không thấy được. Nó sáng quá, nó bị chói quá. Lấp lánh thôi, không thấy được đâu. Đây là điểm kết thúc 1 km trên hệ thống cầu thang gỗ ngày hôm nay mà mình tham quan. Còn nếu như đi tiếp thêm cái tour 7 km gọi là tour khám phá trải nghiệm trong lòng hang động Thiên Đường 7.000 m thì mình sẽ đi như thế nào? Đó là mình sẽ bước xuống những bậc thang ở đây ạ. Những bậc thang bằng gỗ ạ. Đi dưới sàn đất tự nhiên này thêm 6 km nữa. Nhưng mà không có đèn điện, không có cầu thang đâu. Đấy, mình sẽ đi xuống như thế này. Đi qua vách tường ạ. Đi qua cái dòng nước ở đây chị này, qua khe nước ở đây ạ. Qua vách tường có ánh đèn đỏ của em. Đằng sau vách tường này, nơi rộng nhất lên đến 150m đang ẩn phía sau. Mình sẽ đi thêm 6 km hoàn toàn dưới sàn đất bằng đôi chân của mình thôi. Đấy, không có đèn điện, mình sử dụng đèn pin, đèn soi trên đầu. Công ty sẽ chuẩn bị cho mình trang phục, vật dụng và ăn một bữa trưa ở trong. Sáng mình đi, chiều mình quay trở ra. Tour này có giá 2 triệu đồng mỗi người. À, và mình mất thời gian từ khoảng 7 đến 8 tiếng đồng hồ. Đấy. Nhưng mà có điều gì đặc biệt? Căn bản là cái điều đặc biệt khi mình vào trong hang đúng không ạ? Đi đến km thứ tư, mình sẽ bắt gặp một dòng sông. Mình có thể bơi hoặc đi thuyền. Ở trong dòng sông này thì gọi là cái cơ duyên của mỗi người. Nếu như mình may mắn, mình có thể bắt gặp những chú cá, chú tôm. Nó đang còn sống ở trong hang. Rất là nhỏ xíu, có màu trắng và không có mắt. Người ta gọi nó là thủy tiên. Tại vì sao? Đôi mắt của nó đã bị tiêu biến đi để thích nghi với môi trường không có ánh sáng ở trong hang động này. Đi đến km thứ 7, mình sẽ bắt gặp giếng trời đầu tiên trong lòng hang động Thiên Đường. Đó là nơi đưa ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào rất là đẹp. Một cái lỗ hổng rộng khoảng 20m ở trên trần. Đứng ở giếng trời này nhìn lên, mình sẽ nhìn thấy một khu rừng tả bóng. Ánh sáng chiếu vào rất là đẹp, đặc biệt là mình đi vào những ngày nắng nóng, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, mình sẽ nghỉ ngơi, ăn uống và quay ngược trở ra. Càng vào trong thì cảnh vật đẹp hơn. Mình sẽ chiêm ngưỡng rất nhiều khối nhũ đặc biệt mà ở phần ngoài này không hề có. Nếu như ai thật sự yêu thích thiên nhiên, có thời gian rảnh thì mình quay trở lại đi vào sâu bên trong, cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Thôi, có lẽ như vậy thì thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Các bạn đi về trước. Anh đi tiếp. Thôi, thì các bạn đi. Chứ ba đi vô giọng mình làm gì? Ba đi bắt thủy tiên. Nhưng mà trước lúc chào tạm biệt thiên đường rồi mình quay về thì em mới nhìn lên vách tường này. Có một thiên thần ạ. Một thiên thần, anh chiếu lên vách tường giúp em nào. Một thiên thần đang vẫy tay chào đoàn mình. Đấy. Thiên thần ở đâu nhỉ? Mình có nhìn thấy cái đầu tóc ở trên này không? Đầu tóc xù màu đen ấy. Cái phần đen này là tóc này. Khuôn mặt đây này. Khuôn mặt của nó này. Cái tay ở đây này. Đúng rồi. Cái thân này. Đấy, em bé này đang đứng ôm vào gốc cây ấy. Đang e thẹn chào mình ấy. Rất muốn đi cùng mình mà sợ mình không cho đi ấy. Nên là đứng vẫy tay thôi, đúng không ạ? Đúng. Còn có một hình ảnh đặc biệt nữa, tức là mình không nhìn cái đầu tóc xù, nhìn riêng khuôn mặt của em bé này thôi. Đấy. Đấy, cái khuôn mặt ạ. Đấy, khuôn mặt ở đây này thì nó giống như một con cún. Đấy, ba cái chấm này anh, có ba cái chấm này. Đây thấy khuôn mặt không ạ? Dạ. Để rồi, em chỉ cái này để em. Đây là em sẽ phụ trợ thêm. Đây có ba cái chấm này đúng không? Đấy. Đây là con cún này. Đấy, có ba cái chấm này là mắt, mũi, miệng này, cái thân này, cái đuôi ở đây này, cái tay này. Nhưng mà con mèo ở đâu để chơi với cún nhỉ? Mèo ở trên này nè. Đấy, có thấy mèo không? Mắt này, mũi này, cái tai này, cái tay đang vẫy tay để chào chú cún ở dưới này. Đấy, mèo với cún này. Cũng ở đây này. Đá là một cái vật vô tri, còn mình là người thổi hồn. Đấy. Rồi, quý vị các bạn thân mến, như vậy là mà đoàn của mình đã hoàn thành 1,5 km để đến được cái đỉnh cái điểm cuối của cầu thang trong động Thiên Đường, cầu thang gỗ, còn 7 km nữa đang chờ đợi mình. Hẹn động Thiên Đường một ngày không xa, Coleman sẽ trở lại đây. Về Đồng Hới, về Quảng Bình, hãy book tour đi tại Sun Spa Resort. Các bạn sẽ được trải nghiệm tour động Thiên Đường vô cùng độc đáo này. Mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn thấy rất, vẫn thấy khoái.
không mệt nha. Ừ. Ở đây rất là giờ mệt. Đi ra mới mệt. Có đi mới thấy sự kỳ vĩ của mẹ thiên nhiên. Có đi mới thấy lòng tràn ngập tự hào về một Việt Nam tươi đẹp. Chúng tôi ai cũng choáng ngợp trước vẻ đẹp không thể nào diễn tả hết bằng lời của nơi này. Rất mong quý khán giả của Color Man ở trong và ngoài nước, nếu có dịp ghé qua Quảng Bình, tuyệt đối không nên bỏ qua Động Thiên Đường. Hãy đến và chiêm ngắm kỳ công của tạo hóa, thiên cung trong lòng đất. Động Thiên Đường thật tuyệt vời!